Các bạn ơi, có nhìn thấy cái con gì đây không? Nó to gần bằng ngón tay của tớ đây này. Đây nữa này. Say what? Đây là những cái con sâu gióm đây. Người nó có rất nhiều lông. Những con sâu này nó thích ăn lá lắm. Thế nhưng mà khi nào mà nhìn thấy những cái con sâu này này, các bạn phải tránh xa nó ra và đừng có nghịch nó đây. Nếu mà động một người nó, những cái lông này nó bắn ra làm người mình sẽ rất là ngứa đây. Đừng ngoan nào bé yêu, để chị trải lông cho. Ui chua này bẩn thế, lông trắng thì phải giữ sạch rồi chứ. Nào đi ra đây, chị vác ra chỗ này có nhiều cỏ đây. Cuốc đất trồng rau này. 1, 2. Ui, cái này không được các cậu ơi. Cái này nó có mấy cái răng cưa. Cuốc không hiệu quả, phải cổ cái đầu này này. Cuốc này. 2, 3, 4. Nhím ơi. Ai gọi tớ đây? Trang đi à? Cậu gọi gì tớ đây? Cậu đang làm gì thế? Không ổn rồi. Em ca bị một con rồng quất bay đi mất rồi. Ui, em ca bị con rồng nó bắt đi rồi. Sao cậu không chạy đuổi theo nó à? Con rồng ý nó bay nhanh quá, tớ không thể đuổi theo được nó. Mà bây giờ tớ cũng không biết nó ở đâu nữa. Ui, cậu mau nghĩ cách gì giúp đỡ em Cam đi. Chứ không để lâu, con rồng đó sẽ ăn thịt em Cam ở trong bụng đó. Bây giờ, mình phải tìm cách nào để biết con rồng đấy nó bay đi đâu đã. Nó bay đi đâu nhỉ? Làm thế nào bây giờ? Tớ nghĩ ra rồi. À, ngọn núi bên cạnh ý, có một cái ông thần rùa. Ui dồi, ông thần rùa đấy, ông ấy thần thông lắm, cái gì ông ấy cũng biết. Hay là bây giờ, mình đến chỗ ông thần rùa mình hỏi đi. Không biết, đi đường này có đúng không nhỉ? Con gì ở dưới thế này? Một con rùa. Thế thì chúng mình đi đúng đường rồi. Xin chào bạn rùa. What? Làm sao thế? Bạn rùa này cứ nhảy lên tấn công tớ thế nhỉ? Tớ có làm gì đâu. Nhím ơi, vào đây mà xem này. Trên đường có một con rùa thế nào hung dữ. Bạn rùa này á? Này bạn rùa ơi, bọn tớ không có ý đồ xấu đâu. Bọn tớ đang tìm đường đến chỗ ông thần rùa để nhờ ông ấy giúp đỡ tìm giúp em Cam thôi. Đúng rồi, chứ chúng tớ không có ý đồ gì xấu xa đâu. Nhà ông thần rùa có phải ở phía sau này không? Dẫn bọn tớ tới đấy đi. Đằng đấy á? Đi theo bạn rùa đi cậu ơi. Đi thôi cậu. Lối này có đúng không nhỉ? Thần rùa, thần của các vị thần, là kết tinh của trời đất. Hình như chúng mình đến đúng nơi rồi cậu ơi. Phía này có một cánh cửa này. Lại đây. What happened? Một cánh cửa rất là to. Rất là to luôn. Đi sâu vào bên trong xem có gì không nhím ơi. Ôi, tớ phát hiện ra phía trước con gì đó to khổng lồ luôn. Wow, đây chính là ông thần rùa đúng không nhỉ? Đúng rồi đây, đây. Trên lưng kìa. Ông này trên lưng còn có cả một tòa thành cơ, một tòa lâu đài. Ờ, thật đó. Đây là rùa khổng lồ, sống 1.000 năm tuổi rồi đây. Thế nên à, người cực to luôn. Đúng rồi, ông này à, có cái người rất là to luôn. Nhìn cái chân trông như là một ngọn núi. Phía đằng sau này, cái mày nữa. Ôi, phía dưới bụng nữa này. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy thần rùa đó. Đi sâu vào trong này xem có gì không nhỉ? Nhìn này các cậu ơi. Ông thần rùa này chân to, lại còn có cả móng nữa này. 1, 2, 3, 4, 5 cái móng chân liền. Ôi, cái bụng này còn cao hơn cả đầu tớ cơ. Lại đây Trang ơi, ông ấy ở phía trước đây này. Ui, cái chân ông nó nhấc lên này. To hơn cả người cậu luôn, gấp mấy lần luôn. Phía bên trên còn có những cái vảy rất là cứng. Những kiểu vảy rồng ấy nhỉ? Cẩn thận đấy nha, ông đấy là rùa khổng lồ đấy. Cho nên á, ông ấy có khi không biết chúng mình đứng dưới đâu. Cậu ra nói chuyện với ông thần rùa này đi Trang ơi. Phía này cũng có một cái chân nữa nè. Ông ấy đang chuẩn bị đi đâu đấy? Mặc dù là rùa khổng lồ, nhưng mà những cái cử chỉ của ông ấy vẫn rất là chậm.
Bởi vì ông ý có tuổi rồi cậu ơi, rất là già rồi. Wow, nhìn cái đầu của ông kìa. Ông ý mở mắt ra nhìn bọn mình kìa. Hello. Ông thần rùa ơi. Hey, what happened? Có việc muốn nhờ ông giúp đỡ đây. Để tớ thử đi lên trên hỏi ông xem có biết em Cam ở đâu không nhé. Để nói chuyện với ông thần rùa thì chúng mình phải đứng lên trên một cái bậc rất là cao. Đúng rồi. Cao như thế này nè thì ông thần rùa mới có thể nhìn thấy chúng mình. Wow, nhìn tớ này, người tớ bé tị 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 luôn. Xin chào ông thần rùa. Ông thần rùa ơi, chúng cháu có một việc muốn nhờ ông giúp đỡ. Em Cam của cháu đã bị một con rồng khổng lồ quắt đi mất rồi. Và bây giờ không biết là ở đâu nữa. Cháu muốn ta giúp đỡ như thế nào? Cháu muốn nhờ ông giúp đỡ. Chỉ cho cháu chỗ của con rồng khổng lồ ấy ở đâu để chúng cháu có thể giải cứu em Cam Cam. Ta nhớ ra rồi. Ở vương quốc rất xa xôi có một con rồng phun lửa nước chết ý. Con rồng này rất hung dữ và gian ác. Ông thần rùa ơi, ông nói gì cơ? Ừ? Cháu không nghe rõ. Ông có thể cúi xuống gần đây hơn được nữa không? Ông nói gì cơ? Ông sẽ giúp đỡ cháu á. Nhưng mà ông không thể dẫn cháu đi, mà ông sẽ cho cháu một tờ bản đồ. Nhưng mà ở đâu cơ? Ở đây này Trang ơi. Ở dưới chân của ông thần rùa. Ông thần rùa để một tờ bản đồ ở dưới chân. Bây giờ ông ấy đang nhấc chân lên để cho tớ lấy đây. Chúng mình sẽ đi theo tờ bản đồ này á. Trong tờ bản đồ này sẽ chỉ dẫn bọn mình đến chỗ của em Cam. Đi theo lối này này. Bọn mình đã vượt qua mấy ngọn núi rồi các cậu ơi. Vẫn chưa tới nơi. Theo tờ bản đồ này chỉ là bọn mình phải đi hết con đường này cơ. Bản đồ nó chỉ đi mấy theo cái đường này không biết có đúng không nhỉ. Càng đi lại càng thấy nhiều núi các cậu ạ. Đi hết ngọn núi đấy là hết đường rồi các cậu ơi. Ở dưới này chỉ là vách đá với cả biển thôi. Trang ơi, hình như là bọn mình còn phải vượt qua mấy cái ngọn núi ở đằng xa xa kia nữa cơ. Theo như bản đồ ấy thì phải qua hai cái ngọn núi kia thì mới đến. Xa thật đấy. Cái con rồng này không biết là nó cắp em Cam đi để làm gì. Con rồng này nó sống ở một vùng đảo hoang ở ngoài tận xa ngoài biển khơi. Chính vì vậy mà bọn mình đi tìm đường gặp rất là nhiều khó khăn. Thế nhưng mà cậu ơi, bây giờ xuống cái khu biển này như thế nào? Trèo xuống đây à? Đi cẩn thận đấy Trang ơi. Bọn mình đi men theo phía dưới này cũng được. Ở đây nhiều đá nguy hiểm lắm nhím ạ. Không cẩn thận trượt chân lại sẽ chảy máu đó. Đúng là đường đi giải cứu em Cam gian nan thật đấy. Wow, nhìn kìa, ở trên trời có một con rồng đang bay. Hình như chúng mình đi đúng đường rồi đó. Bây giờ chỉ cần vượt qua nốt ngọn núi phía trước nữa thôi là chúng mình tới nơi rồi. Nhanh chân lên nhím ơi. A few moments later. Tớ nghe thấy tiếng con rồng rồi Trang ơi. Hey, nghe thôi. Lại đây này. Ui, nhìn kìa. Đâu? Con rồng ấy nó ở đâu cơ? Ừ. Con rồng này nó đang ngồi trên một ngọn núi. Và xung quanh lại còn có rất nhiều lính canh nữa cơ. Nhìn kìa, hình như tớ nhìn thấy em Cam. Đúng rồi, tớ đang nhìn thấy em Cam. Nhưng mà em Cam bị trói tay rất là chặt luôn các cậu ơi. Bản đồ chỉ đi theo lối này là sẽ xuống tới nơi đó. Nhìn nè, đây chính là thần rồng đó chứ không phải là một con rồng bình thường đâu. Đây từng là một hoàng tử oai phong lẫm liệt. Rồng mà cũng là hoàng tử á. What the hell? Con rồng này nó bắt em Cam để làm gì nhỉ? Ui, tớ nhìn thấy nó trông rất là đáng sợ luôn các bạn ơi. Nó đang canh giữ ngay sau cái ghế của em Cam đấy. Ui, mồm nó phun đầy lửa kìa. Ô, nhưng mà nhím ơi, kỳ lạ thật đó. Con rồng này nó ngủ kìa. Chúng mình phải đi thật nhẹ nhàng ra đằng sau con rồng này. Nhân lúc nó ngủ, bọn mình sẽ giải cứu em Cam các cậu ơi. Ôi, nhìn nè,
Có ai từng nhìn thấy một cái đuôi của con rồng dài và to như thế này chưa? Như cái vảy đừng có chạm vào nha. Em Cam ngồi ở phía trước kìa, cái đuôi rất là nhọn luôn. Nhìn kìa, con rồng này nó đang ngủ mà nó vẫn còn dang đôi cánh to ra kìa các cậu ơi. Cái chân rất là chắc khỏe luôn. Cái cánh này, cái móng vuốt nó còn rất sắc nhọn để chiến đấu đây. Cả cánh, cả chân, cả đuôi đều có thể chiến đấu được. Nhìn cái móng tay nè, rất là dài luôn, còn dài hơn cả móng tay của tớ luôn. Móng tay này là cắp em Cam đi đấy. 1, 2, 3, 4, 5. Này, cậu đừng có chạm vào nó, nếu không là nó tỉnh giấc đây. Không được chạm á. Đúng rồi, bọn mình tìm cách cứu em Cam đi. Trang ơi, tớ phát hiện ra xung quanh con rồng này còn có lính canh nữa cơ. Nếu mà mình mà vào cứu em Cam bây giờ, rất có thể sẽ bị lính canh phát hiện và báo cho con rồng biết. Đúng rồi, vậy thì chúng mình phải làm thế nào bây giờ? Trông mặt hung dữ thế kia kìa, ui ôi, lại còn có cả vũ khí nữa, mình không chiến đấu được đâu. Bây giờ thì phải làm thế nào? Tớ nghĩ ra cách này rồi, cậu ở đây nhá. Ui, cẩn thận đó Nhím ơi, nguy hiểm lắm. Tớ sẽ đánh lạc hướng. Hello. Trốn đi. Đừng nhìn thấy mình nhá. Ui, lính canh này không phát hiện ra tớ cậu ơi. Nhìn này, wow, một cái rìu các cậu ơi. Ui, sắc nhọn đấy. Tớ sẽ dùng cái này để giải cứu em Cam và chiến đấu. Còn cái này, cái này là cái mũ. Đưa tớ xem nào. Nhìn cái mũ này mà xem, ngầu thật đó. Có hai con mắt phía trước này, hai bên có cái sừng trâu rất là dài luôn. Đây chính là một cái mũ chiến đấu đó. Cậu phải đội vào như thế này nè, thì con rồng mới không phát hiện ra cậu. À, đúng rồi, đội vào để ngụy trang luôn, con rồng sẽ không biết tớ là ai. Được rồi, để tớ đi vào giải cứu em Cam đây. Rồng ơi, đấy, cứ ngủ tiếp đi nha, đừng có dậy nha. Cam ơi, anh đến cứu em đây. Ui, khổ thân, bị trói cả tay, bịt cả mồm lại thế này cơ à. Từ đây. Bịt bằng cái gì đấy? Bằng cái gì thế này? Những viên kẹo. Thôi yên, để anh cởi dây trói ra cho. Khổ thân em Cam, đi ra này. Có tiếng gì đó Nhím ơi? Con rồng dậy rồi. Con rồng nó phát hiện ra bọn mình rồi Cam ơi. Cẩn thận nó phun lửa vào hai cậu đó. Chạy nhanh đi, chạy nhanh lên Cam ơi. Nhanh nào, không con rồng. Nó đang ra